Hi, chào các bạn. Yeah. Đây là khí như đấy các bạn. Mà ghép mà nè. Người đã bán rồi đó. Luôn càng nhiều. Lila nè. Đen ba lớp nè. Người là cái gì? Cái như 7. Đó. Vừa là mua về. Bán rất là nhiều. Ở đằng kia nó có cái con hoa này. Tấn hỷ nè, VNL người tấn hỷ nè, V5L lát trắng, phone in love. Này gì? Được rồi. Giờ là mình chưa có thấy bông. Người này bình minh. Sao băng. Hình như cây khá chụp. Baby cho nó ra ra chạy quá trời baby không biết màu gì quá trời trong nhà bà có lá trắng lá đỏ là gì trời. Kim Anh này. Sô-cô-la. Thấy ghét không? Phone in love là gì trời? Nhìn thấy ghê không? Họ ghép như vậy là họ bán. Giờ họ không cần đại lên vậy đâu. Hình như đại lên vậy là giá khác. Còn mà ghép như vậy là giá khác. À, có bán xứ nguyên liệu này kim lân này. Rồi đen là rồng đen này. Nhiều lắm. Để mình mua vài cây về mình cầm thử ra màu ăn xong. May vàng. Có ý nghi nữa, bà có đặt tên mã này. Hoàng Khánh ý nghi 8 trắng 3 lớp ý nghi 4 tấn hỷ. Cái này bả like luôn mà. Cái này gì ta? Rạng đông. Cái này mới ghép nè. Mới ghép mà chưa có đâm trời luôn. Này chính xác là mới ghép không. Này ghép chắc ăn nên họ đem ra bán luôn. Ghê không? Dám mua không? Các bạn dám mua không? Cái cũ như vậy, cũ nguyên liệu là họ bán 25 ngàn. Ghép vừa nó bán 60. Hoàng đế. Cái này không phải nó đâm trời mà cái cây ở dưới nó đâm. Nên dễ bị nhầm lắm đó nha. Ở đây nó đâm, ở dưới này, nó đây nó ra rồi, cũng ra rồi nhưng mà nó chưa đâm lúng bằng. Họ không cần không có vô chậu các bạn. Họ đã xin họ ghép luôn.
nên mình lựa mấy cái cây tên là lạ là lạ, mình không biết màu, đâu biết màu đâu, rồi mình lựa tên là lạ mình mua thôi. Tán hỷ thì mình có rồi, cúc lon rồi, con in lớp đang yêu. Đây cây rớt bo cũng có. Này cái kim anh nó. Này kim anh. Kim anh có cây nhà. Hả? Đó, trên đó nữa kìa. Ừ, cái đó có cây màu vàng đẹp quá. Sao mua được cây màu vàng á? Màu vàng này. Có màu vàng không? Màu vàng á. Tăng tăng. Về tới nhà. Đây. Cây này là bà nói là cây hoàng đế. Nhìn màu đẹp. Nằm ở trên nóc nhà. Giống như ta lừa thấy con cây mà. Nhưng mà cái cây này chỉ được có một bo thôi. Bo này sao nó không sống. Đây có con bo. Được hai bo chứ. Nhìn thấy ghê quá đi. Nên là các bạn cân nhắc khi tới đó mua nha. Đó. Mình thấy cái màu này đẹp nên mình thích mình mua, nhưng mà thực tế cái bo nó yếu xìu à. Cái giấy này kiếm sao được mua cái này này nè. Cái bọc này để ra ghép. Đây cái cũ nè. Cái cũ nhìn cũng đã lắm. Nhưng mà cái bo nó yếu quá. Bo bên đây bị chết. Chắc mình cắt luôn cái này quá thôi. Cắt luôn. Cái này chắc nó cũng đi luôn rồi. Rốt cuộc nó còn được hai bo này. Bên đây thì mình thấy không im. Nhưng màu hoa rất đẹp các bạn. Cái này mà dưỡng thành công là ngon lắm. Nè. Dưỡng thành công là ok, màu đẹp. Giờ theo các bạn thì mình nên cắt luôn cái hoa này hay sao ta? Chứ đừng, nó tập trung gìn giữ nha cái cây này. Giờ sao nuôi cho nó sống nè. Đây là hoàng đế. Còn đây một cây nữa nè. Đây nè, trời. Mình nhìn cái màu là màu mình ghiền luôn á các bạn. Nhưng mà nó cái cũ nó thấy gớm luôn. Không biết tên gì. Bà để đây trên 1B không biết tên gì. Bà cũng không nhớ tên luôn, nhiều quá bà không nhớ. Hoa rất là đẹp không? Được cái này, được cái bo nó lên hết luôn. Nhưng mà cái cũ nhìn rất là ghê. Không biết trồng sống không? Căng vậy đó chứ đó. Rồi mình... mình mua ở đây là một cây phương lam 3. Thì cây này là cái bo nó rất là mạnh, nhưng mà nó không có hoa thôi. Rồi ba chồng thấy không? Ba chồng nhìn thấy ghê không? Nếu mà so với ông phát lợi thì bà này ba chồng nhìn thấy ớn lắm. Nhìn cái chậu không có chắc các bạn. Ba chồng là bao quăng lum la chứ. Nè, đây nè, bà bán cho mình vậy nè. Đó. Thì bạn chồng là rất là lâu mới phục hồi lại được nó. Mới kệ, chơi luôn. Nhưng mà củ rất là cứng. Nhìn nó cùi cùi vậy đó, nhưng mà chồng nó không có chết. Ừ, nó mất sức thôi. Chồng lại thì nó hơi khó. Đây cây nữa, cây này là hòa khánh.
Lâm Phương Ba, với cái này là Hoàng Đế, một cây nữa là Ninh, cái gì Nhật Minh, cái này Nhật Minh nè, chưa có hoa luôn. Mình đây mình chỉ thấy được ba cái mặt hoa thôi, còn hai cây kia thì không có. Mình sẽ mong chờ và háo hức đây. Đó là tổng cộng vậy đó. Giờ mình sẽ vô chậu các bạn. Mình giờ mình chỉ còn có cho chọn chấu sống với sơ dừa thôi, chắc chọn luôn á. Làm biến đi mua, làm biến lấy xe đi mua. Đó. Ok ha. Rồi đó là xứ Yến Nhi đó các bạn. Hôm nào mình trả lại phát lại mình sẽ quay video cho các bạn coi rồi các bạn quyết định.